Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp khó lường. Thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, tình hình Biển Đông thời gian gần đây có những diễn biến phức tạp và những tác động không thuận khác ảnh hưởng không nhỏ đến nước ta. Mặc dù vậy, tình hình kinh tế xã hội 9 tháng tiếp tục đạt được những kết quả khá toàn diện, tăng trưởng đạt khá cao. Năm 2019 là năm thứ hai liên tiếp ước đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu chủ yếu Quốc hội giao, tạo cơ sở vững chắc để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước 5 năm, giai đoạn 2016-2020. Những thành tựu nêu trên là rất quan trọng, khẳng định sự đúng đắn trong đường lối lãnh đạo của Đảng là kết quả của sự quyết tâm, đồng lòng, hợp lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước đã vượt qua những khó khăn hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Chủ tịch Quốc hội cho biết kỳ họp này Quốc hội sẽ xem xét thảo luận các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019, quyết định những kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020, đồng thời xem xét quyết định đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở đánh giá khách quan toàn diện về những kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế tồn tại, Quốc hội sẽ nghiên cứu, phân tích, thảo luận kỹ lưỡng nhằm đưa ra các mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp có căn cứ, cơ sở khoa học, phù hợp với tình hình thế giới và trong nước để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Quốc hội sẽ xem xét thông qua 12 dự án luật, bộ luật, 4 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến về 9 dự án luật khác nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp năm 2013. Việc xem xét thông qua dự án Bộ luật Lao động sửa đổi sẽ góp phần giải quyết những vướng mắc bất cập từ thực tiễn. Quốc hội cũng sẽ xem xét thông qua các dự án luật khác, nghe báo cáo về công tác đối ngoại năm 2019. Trong đó có tình hình Biển Đông, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, công tác nhân sự và quyết định một số vấn đề quan trọng khác. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, tập trung trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc góp phần vào thành công của kỳ họp. Tiếp theo chương trình